Điện máy Chợ Lớn mừng Tết Lớn giảm giá đến 50%, quà tặng đến 10 triệu đồng. Người ấy là ai? Một hành trình đầy ý nghĩa, sâu lắng, bất ngờ. Và lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Chỉ với 13 tập phát sóng, Người ấy là ai đã đạt gần 90 triệu lượt xem trực tuyến, thu hút 80.000 lượt bình luận và có hơn 100 triệu kết quả tìm kiếm. Sự thành công của chương trình chưa dừng lại ở những con số, mà còn thông qua những câu chuyện có sức lan tỏa mạnh mẽ. Của cộng đồng LGBT. Hôm nay Hương Giang thực sự cảm thấy rất khâm phục bạn, bởi vì thực sự bạn nói là quá dũng cảm, đúng không anh? Bước lên trên truyền hình trước mặt hàng bao nhiêu triệu triệu người và dám nói rằng tôi là một người đồng tính chẳng hạn, thì điều đấy là rất đáng tự hào. Quá đáng yêu luôn, đúng không mọi người? Cảm ơn chị ạ. Ngày hôm nay là kỷ niệm hai đứa biết nhau luôn, là 3 năm rồi ạ. Cảm ơn em rất nhiều. Vì sau rất nhiều chuyện thì em vẫn luôn dành trọn tình yêu cho anh và vẫn tin tưởng anh. Anh xin hứa là anh sẽ không làm gì có lỗi với em kể từ nay về sau. Thưa quý vị, đàn ông dám làm là phải dám nhận. Và tôi đã nói một câu với tất cả mọi người, tôi không sợ người sai, tôi chỉ sợ người luôn có lý do cho cái sai của mình mà thôi. Cô có dạy Tùng Lâm, con hãy cố gắng lên để xã hội này công nhận là những người giới tính thứ ba được đứng hàng đầu. Mọi người thường thường nói với em là không có tình yêu trong thế giới thứ ba. Em nghĩ cái quan niệm đó là sai. Đối với em, tình yêu có khắp ở mọi nơi. Dù các bạn ở giới tính nào đi nữa, tình yêu vẫn hiện hữu. Huy Phong và Thùy Linh, hai em có đồng ý để hẹn hò nhau trong thời gian sắp tới không? Em nghiêm túc đồng ý ạ. Em đồng ý. Khép lại mùa đầu tiên với số đặc biệt dành cho Hoa hậu Hương Giang là sự bỡ oà của quý khán giả cùng ban cố vấn. Sự xuất hiện đặc biệt của cô gái này đã tạo nên con số kỷ lục về số lượng người xem trực tiếp trên YouTube Việt Nam. Liệu rằng hành trình đi tìm tình yêu của cô ấy sẽ như mong đợi? Góp mặt trong tập đặc biệt này là sự tham gia của năm chàng trai. Danh Ngọc, Huy Trần, Khánh Ngô, Thành Hùng, George. Chàng trai ở vị trí số 4. Kết thúc vòng 1, Hương Giang đã quyết định loại đi anh chàng đầu tiên Thành Hùng. Sau tiết mục lộ diện, chàng trai này đã mang đến sự bất ngờ khi tiết lộ anh ấy thuộc giới tính thứ ba. Bốn chàng trai còn lại bước vào vòng 2 và làm quen với những điệu nhảy vui nhộn. Một lần nữa, Hương Giang phải đứng trước khó khăn để loại đi chàng trai tiếp theo nào. Và hãy cùng theo dõi sau vài phút dành cho quảng cáo. Người ấy là ai? Người ấy là ai? Và chọn I think today you're not the guy who I'm fighting tonight. Sorry, not you. Oh, oh my God. Em sẽ hối hận vì điều này.
Không, mà nhờ sự lựa chọn của em như vậy anh lại khoanh vùng cái gu của em hơn. Okay, sorry George, you can prepare for your appearance. Thank you. Sorry. Bây giờ mới nói lý do nè, vì sao là George? Cảm giác thì là anh này khả năng là có bạn gái rồi. Và cả em nghĩ rằng là bạn gái của anh này có thể là người cùng chơi đàn, cùng đang enjoy rất là nhiều cái thói quen, những cái sở thích trong cuộc sống cùng với anh ta nữa. Thực sự mà nói, người nước ngoài ở Việt Nam mình em không nghĩ là độc thân nhiều. Anh Phil có vợ luôn ấy. Thì đó, vợ anh thì nghĩ mình không có sure, chủ là nhưng có mà, gia đình luôn. Nhưng mà bạn gái khả năng cao là có. Vậy bây giờ mình biểu quyết một lần nữa trước khi anh ta trở lại. Còn Hương Giang, em nghĩ sao? Em nghĩ là anh này màu đỏ. Màu đỏ. Ok. And George. You better get it. What's going on? Trên lần anh đằng kia con phố đã sang đèn, đã sang đèn. Đừng dừng lại mau mau chạy tới. Đừng nói bổn luôn nha. Bổn đây à? Tại sao phải đeo mặt nạ? Ba cái áo nãy mặc đều có sắc tím nha. Em ơi, nhiều khi một cái đó là một cái màu sắc người ta thích thôi, có sao đâu. Anh này thì mình lại nghĩ là có một chút màu tím. Tao thấy bạn thích màu tím gì? Không, tự nhiên ra tới đây anh mới đang nghi có khi nào bạn màu đỏ này là bạn gái anh không? Tại sao phải đeo mặt nạ? Đâu thì tất cả đều đeo mặt nạ mà. What's going on? You better get it. You better get it. You better get it. Is it true anh biết ai đẹp nhất nơi này? Yeah. Nếu như bây giờ nhiều người chọn tím quá, tôi lại muốn ủng hộ cho anh ấy một phiếu xanh. Tôi đang rất là muốn ngồi đây chọn một cách chân thành ra cái người đàn ông phù hợp nhất với Hương Giang. Ai đẹp nhất nơi này? Yes. Get it all way. Yeah. Let me tell you what it is, boy. Cumis. Ta đâu cần nhiều đâu anh chờ thì cái này. Wow. Sao thấy màu tím vậy anh? Oh my god. You destroy a man. Really? He come for you, baby. Oh, sorry. She thought that you have a wife. But you bring that feeling. Everybody can feel that. Because you're so warm, you're so tender. Why? So why you don't look at me? He doesn't look at you because he's afraid of you. Yeah, why? I was afraid. Why? I don't know. You look very like powerful, you know. You're right, because it's won the Miss World. Đúng là mình không bỏ được những cái tập trước năm rồi mình. Thực ra những cái chàng trai ngoại quốc. Đúng rồi, em sẽ phải hối hận vì em thiếu sự ngây thơ. Không, đây là như vậy nè. Những cái chàng trai ngoại quốc á, họ không có ngại cái chuyện nhìn vào mắt cái người con gái nếu mà họ thích. Nhưng anh này anh không có nhìn. Trời ơi, người ta nấu trứng rán mà em ơi. Người ta nhiều khi nền nã ở gia đình. Người ta đàn ông gia đình. Okay. What do you think about the girl? She's very nice actually. Very beautiful. And as I said, she looks so powerful also. It's what I like in a woman. Uh-huh. But you love powerful woman? Yeah, I like powerful independent woman. Independent woman. Yeah, and I saw a little bit the show before and I thought that she was. Oh, what made a pity. Made me feel so bad. You're gonna regret for that, girl. Okay, so ladies and gentlemen, Mr. George.
How long have you been living here? 3 years and a half already. So you're gonna play a song for it? Yes, I came here to see her. So that's why I prepared a song also for her. He prepared a song for you, baby. You're so sweet. I will try my best. Okay, I know you do your best. But she didn't. Tôi thấy rất là buồn cho cô bé lúc này. Không nghe lời chúng ta thiệt chứ. Only me vote for you single. Yeah. Hương Giang, am... believe me. Tin anh, tin anh, tin anh, tin anh đi. Now after we talking, can you look at me? I took the look out, right? Because I was scared. So, what's the song? Well, it's actually it's a Vietnamese song. Ooh, but... wow. Một nhà hết đôi mi chu một rừng đôi khi mà cùng một giấc thúc giấc chu một giờ khi hai ta chu một đường ta vui chu một nỗi vui nước mắt rơi một dòng sống chu nhau một anh và em yêu nhau đời sẽ mãi một anh và em yêu nhau đời Facebook Zalo anh và em yêu nhau đời tay cầm một bộ Hắn và em đi nhau ở Tây Ban Nha. Oh my God. Love me, love me, kiss me, kiss me. Love me, love me, kiss me, kiss me. Oh my God, that's my song. Love me, kiss me, kiss me. Yeah, he knows my song. He knows your song. Come for you, and you miss it. Give me the Barcelona. Come kay dan chen chan dai, anh đã lên tiếng ca mới biết ta mến tình yêu nhau về là la 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 la. You know ai là khi từ trong nhị si là ba đồng môn đôi em đã vui. Subi ta đã dám về nhà. Me. Wow. Yeah. Yeah. Love me, kiss me, kiss me, kiss me. Và đó là lời ông nói với anh. Là ông nói với anh. Ông có một tình yêu tươi xanh. Tình yêu tươi xanh. Và đó là lời ông nói với anh. Anh muốn có một tình yêu sáng nắng dài. Mùa ơi là ai? Trời ơi, có duyên dễ thương mà. Đáng cuộc sống của anh này ơi. Vui biết là bao. Ăn uống có người lo nấu. Trứng cuộn phô mai phô mát salad trộn. Trời ơi, tối về có người đờn cho nghe. Oh my God, Barcelona, my World Cup ticket. Oh my goodness. Can I ask you something? I'm a little worried about a foreigner come to this show. They don't know about me. So what do you think if in the future can you be in a relationship with a transgender woman? How do you think? I think transgender people is like when they want to be a woman, they are already a woman. So I don't think it's a problem. But we can hang out someday, don't worry. We can sing together one song, your song. Yes. You know, her choice is a bad choice today. It was a bad and choice. And who knows? Yeah, what's happened next? Come on. Yeah, we believe in the future. Everybody, clap your hands. Okay, thank you, Jules, for coming to the show. Thank you so much. Thank you, Jules. Thank you. This way. See you. Quý vị và các bạn thân mến, rất đáng tiếc anh ấy đến vì Hương Giang rõ ràng là như thế. Và... lựa chọn cuối cùng của cô ấy liệu có mang đến hạnh phúc thật sự cho cô ấy không? Cô ấy sẽ phá vỡ được lời nguyền độc thân của những năm qua hay cô ấy sẽ có một bước ngoặt mới trong cuộc đời mình?
Hãy chờ đợi sau vài phút giây lao. Và xin cảm ơn siêu thị điện máy nội thất chợ lớn đã tài trợ cho chương trình này. Quý vị và các bạn đang trở lại với Người Ấy Là Ai. Thưa quý vị, trong cái trận vừa rồi thì tôi thấy là Hương Giang tỏ ra một cái sự nuối tiếc rất là rõ ràng trên gương mặt của cô ấy. Bởi vì anh ta hoàn toàn đến vì Hương Giang, chỉ vì một cái phút giây mà nhút nhát anh ấy không nhìn vào ánh mắt của cô ấy vì cảm thấy cô ấy quá quyền lực, mà mất đi một cái cơ hội để làm bạn với nhau. Nhưng mà thật sự ra thì Hương Giang cũng có lý do của mình. Cô ấy cũng sợ là một cái người nước ngoài mới đến Việt Nam chưa biết cô ấy là ai, rồi đến khi vỡ lẽ ra người ta lại thất vọng và người ta lại không chấp nhận, thì lúc đấy bạn ấy sẽ càng cảm thấy bị tổn thương nhiều hơn. Tôi có thể hiểu được Hương Giang điều đó. Và qua cái cuộc trò chuyện vừa rồi của Hương Giang với lại anh George, chúng ta có thể thấy được rằng là họ chia sẻ với nhau những gì họ suy nghĩ. Và dĩ nhiên là ba chàng trai trên này vẫn là những người mà hiểu rõ về Hương Giang nhiều nhất, đúng không ạ? Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ đưa ra các câu hỏi liên quan đến cái hashtag của ba chàng trai này để tìm hiểu về họ và lựa chọn một người phù hợp nhất cho cô gái của chúng ta là Hương Giang hôm nay. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với Danh Ngọc. Hashtag là niềm tin. Câu hỏi bắt đầu. Bạn đã mất niềm tin vào cái gì? Em mất niềm tin vào cuộc sống gia đình. Tại sao em lại mất niềm tin với họ? Tại vì em đã từng trải qua cuộc sống gia đình rất là khó khăn, tạo cho em cảm giác mất niềm tin. Gia đình là những người thân thuộc nhất như anh vừa nói, mà em còn mất niềm tin. Vậy thì em còn có thể có được niềm tin với ai trong cuộc sống này? Có, em có niềm tin vào người mẹ của mình. Vậy có nghĩa là ba và mẹ bạn không hạnh phúc? Dạ vâng. Tôi hiểu. Thì điều đó liệu rằng có ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của em về một cuộc sống gia đình riêng của mình trong tương lai hay không? Dạ không, mình là trao chọn niềm tin cho đến người ấy thì mình sẽ đến với nhau. Bạn có nghĩ là với một gia đình không hạnh phúc của mình, bạn sẽ có niềm tin để mang đến cho người phụ nữ sắp tới của bạn niềm tin về hạnh phúc hôn nhân hay không? Khi mà em đã quyết định đến với người ấy, hai người là trân trọng nhau, dành niềm tin cho nhau, thì em nghĩ là sẽ không còn mất niềm tin. Nếu mối quan hệ ấy bị mất niềm tin một lần, bạn sẽ làm sao để vượt qua? Em nghĩ là em và bạn ấy sẽ cố gắng xây dựng lên. Bạn tự tin về điều đó hay không? Em tự tin chứ. Anh thấy em đang rất lúng túng khi nói về chủ đề niềm tin ở đây. Vậy thì với em, cái điều gì em tự tin nhất để em có thể mang lại hạnh phúc cho cái người bạn sắp tới của mình? Thực sự thì em đã trải qua tuổi thơ rất là dữ dội. Nó tạo cho em một con người là con người ít nói đi, không được hoạt ngôn. Nhưng càng ngày càng trưởng thành thì em bắt đầu thay đổi, suy nghĩ nó khác. Hết giờ. Anh vẫn chưa nghe được từ em cái điều gì mà em cảm giác tự tin nhất. Em nghĩ là cái chữ niềm tin này là bạn đang cần niềm tin đó. Có lẽ là như vậy. Bạn đang cần có lẽ niềm là tin. Bạn ấy đang cần một người nào đó trao cho bạn niềm tin nhiều hơn là bạn có thể trao niềm tin cho người khác. Có thể là như vậy. Có một số những cái chủ đề làm cho người ta lúng túng. Và cái chủ đề về quá khứ gia đình thật sự làm cho người ta lúng túng. Tại vì gia đình người ta không hạnh phúc thiệt. Đúng rồi, thì bạn ấy bận tâm về vấn đề niềm tin. Thực đúng sự là vậy, vậy. Đó. Chúng ta đến với bạn số 2 là bạn Huy Trần. Hashtag là đời chỉ có một. Bắt đầu. Đời chỉ có một. Đời chỉ có một. Một là một cái gì bạn? Là mình nắm được cái cơ hội mà nếu mà nó đến. Huy nghĩ là nó quan trọng. Giữa cơ hội và gia đình thì khi bạn được lựa chọn một, bạn chọn cái nào nhiều hơn? Nó phụ thuộc vào thời điểm hiện tại. Bây giờ mình không có gia đình thì là tất nhiên là mình sẽ chọn cơ hội hơn. Nhưng mà nếu như bây giờ là có một người phụ nữ bên cạnh em, ví dụ như là Hương Giang đây, thì em có nghĩ rằng là em sẽ nghiêng về phía cô ấy nhiều hơn so với gia đình và sự nghiệp riêng của em hay không? Relationship của hai người như thế nào thì là mình sẽ quyết định cái cơ hội của mình như thế. Câu trả lời đúng. Dạ. Yeah. Không có ai có thể so sánh được khi mình chưa biết cái relationship đó nó quan trọng như thế nào. Bây giờ đời chỉ có một. Nếu bạn được chọn một thì bạn chọn cái gì trong cuộc đời này? Thì là cái hashtag này nó liên quan đến cái story của Huy. Vì là Huy bỏ hết mọi thứ bên Đức để bắt đầu một cuộc sống mới ở Việt Nam. Cho nên là Huy nói là mình chỉ sống có một lần. Huy không muốn hối hận là Huy không có về Việt Nam và trải nghiệm cuộc sống mới của mình. Cuộc sống của bạn với gia đình bạn, với ba mẹ bạn có hạnh phúc không? Có hạnh phúc. Okay. Mình rất yêu gia đình của mình. Phương nghĩ là với cái hashtag vừa rồi có thể bạn đang nghĩ rằng là mỗi một người chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống thôi, đúng không? Chính xác, cho nên là mình đừng có làm cái gì mà mình hối hận. Hết giờ. Cảm ơn em, anh hiểu em mà. Đời mỗi người chỉ sống một lần, đúng không? Xong phải hết mình để mai mốt không hối tiếc.
Trời đất ơi, chàng trai chí lớn, chí lớn. Cái gì mà thử? Nhưng mà trời ơi, biết sao không? Cùng hashtag với em rồi. YOLO. Đó. À, đây, cố nhân. Ôi, bữa ăn năm cũ tràn về. Hashtag bứt phá. Em có muốn bứt phá chính bản thân mình hay không? Cho em được chia sẻ một câu nói em rất thích của anh Trấn Thành. Chọn người mình yêu thì không chọn người 10 điểm mà chọn người 7 điểm. Vậy 3 điểm còn lại ở đâu? Đó là sự bứt phá của cả hai người. Ngày hôm nay em đứng ở đây, đó là sự bứt phá của em. I love your answer, boy. Anh không biết trước đây em như thế nào khi mà em gặp Hương Giang trong cái bữa ăn đó. Nhưng mà hôm nay khi em đứng ở đây thì anh nhìn thấy em chưa có một cái sự tự tin để gọi là bứt phá lên với chính mình. Đó, cho nên là anh hơi hoài nghi về em một tí. Em đã bứt phá như thế nào so với mình trước đây? Nếu một ngày người ta đã ở một cái đẳng cấp khác, mình vẫn dậm chân tại chỗ, cuộc sống guồng quay cứ tiếp tục trôi. Nếu mình cứ dậm chân tại chỗ thì làm thế nào để mình có được tình yêu của người ta? Mình phải bứt phá, mình phải chạy theo, mình phải tìm kiếm cơ hội. Và hôm nay em là nắm bắt được cơ hội đó. Em ơi, trời ơi, em ơi, đàn ông phải thế. Em ơi, trước cái bứt phá ngày hôm nay của bạn, thì trong cái chuyện tình trước, cái điều gì bạn nghĩ là bứt phá nhất của bạn? Chuyện tình trước là sao ạ? Bạn đã có cái chuyện tình nào trước đó, trước ngày hôm nay chưa? Tức là trước ngày hôm nay thì em có một chuyện tình bình thường như bao người khác. Trong cái chuyện tình đó bạn chưa có một cái bứt phá gì hết. Chính xác, đó là một cuộc chuyện tình êm đềm và cuối cùng kết thúc. Ok. Bạn nghĩ hôm nay bạn sẽ bứt phá như thế nào với hai đối thủ mạnh kế bên? Em không quan trọng hai đối thủ. Em quan trọng người con gái của em. Xuất sắc! Xuất sắc! Đủ rồi! Không hỏi nữa! Xuất sắc! Ba câu trả lời này mới gọi là ba câu trả lời bứt phá! Quan trọng là cái từ cuối cùng á, người con gái của em. Người con gái của em. Trời ơi. Trời ơi. Giang ơi. Không, mình không có, không, kể cả ngày xưa mình cũng không, thực sự không có đủ thời gian để tiếp xúc với bạn, để biết bạn là người như thế nào. Không có đủ thời gian để kịp biết cái chuyện đó. Nên là hôm nay bản thân Giang ngồi đây, Giang cũng rất là bất ngờ về những cái điều đó. Tôi không biết như thế nào tư duy người đàn ông khi bị dồn vô một cái chân tường. Nè nhá, nói rằng người ta không tự tin, tôi xin lỗi mấy anh chị nha, với những cái loại câu hỏi như thế này mà trong vòng vài giây trả lời thẳng vô mặt như một cái tát, thì tôi xin lỗi mấy anh chị nha. Đây mới là đàn ông. Không, anh có suy nghĩ khác Thành ơi. Có thể là cái tư duy bằng này rất là trưởng thành, rất là chững chạc, nhưng thực ra những gì bạn ấy thể hiện ra nó không làm cho anh cảm thấy là tin tưởng vào cái điều mà bạn ấy đang nói. Phản đối! Phản đối! Em có quyền phản đối. Em có quyền phản đối. Em hiểu ý anh Nghĩa nói. Đúng vậy. Có thể anh này thông minh nhưng chưa chắc là đàn ông. Đúng không anh? Cái chuyện là đúng thế. Cái chuyện anh ấy có là đàn ông hay không? Phản đối vô hiệu. Cái chuyện anh ấy có là đàn ông hay không anh không bàn đến ở đây. Nhưng mà ít ra khi anh ấy nói rằng anh ấy muốn bứt phá thì anh ấy phải thể hiện cái sự bứt phá chính đây mình. Phải cho người ta thấy rằng cái nỗ lực của mình để giành giật tình yêu với những người xung quanh. Đây nè Nghĩa, đây em nói anh nghe nè. Những gì mà anh đang mong muốn được thấy là những gì người ta không mong muốn được thể hiện. Yes. Là bởi vì có một số người, người ta bứt phá theo cái cách của người ta. Chẳng hạn như ba câu trả lời vừa rồi, xin hết. Đến một thời điểm nhất định, ok, người ta sẽ quăng hết cái sự rụt rè của người ta để mà bứt phá đúng thời điểm. Đây mới là bứt phá. Tôi thích cách đàn ông như bạn. Yeah. Đàn ông không cần phải làm nhiều, chỉ cần làm ít mà đúng lúc, đúng chỗ. Ok. Đó. Các bạn hãy vào trong nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ trở lại với các bạn sau. Thank you. Oh my god. Thật sự mệt mỏi cho cô em của tôi. Ôi đúng là những siêu phẩm của vũ trụ. Thực ra cái điều mà Phương nghĩ là cái được nhất đó, trong cái chương trình này của chúng ta đó, đó chính là không phải là chúng ta tranh luận để thắng hay là thua. Dạ. Mà quan trọng là để chúng ta nói được cái point của chúng ta, nói được cái điểm mà chúng ta cần nói. Thì chính vì thế cho hôm nay không cần biết các bạn ấy thật sự là cái điều thật bao nhiêu, và các bạn ấy đang là phía sau của những cái câu trả lời vừa rồi hay là cái tư duy vừa rồi là gì, mà đang thể hiện cho khán giả là những người xem và chúng ta là những người ngồi đây cũng phải suy nghĩ, đúng không? Và cũng sẽ có thêm những cái hướng để nhìn thấy
và để thấy cách cách ứng xử và cái cách đối diện với khó khăn của mỗi một người sẽ như thế nào. Đầu tiên chúng ta bắt đầu với bạn Danh Ngọc. Thật sự khi mà hồi nãy bạn đó ra nói về cái niềm tin mà mọi người nói rằng bạn ấy lúng túng mất tự tin, anh Đức có thể cảm thông cho cái điều đó của bạn ấy. Có thể là bạn ấy đã mất niềm tin về cái người cha của bạn ấy. Nói thẳng luôn, có thể rất lớn xác suất là cha bạn ấy đã bỏ rơi mẹ bạn ấy. Chính vì thế bạn ấy cũng đang muốn mình sẽ là một cái người đàn ông sẽ không giống như vậy, nhưng chưa đủ dũng cảm để xác định được đâu là cái mục tiêu của bạn ấy hướng tới. Anh nghĩ rằng nếu như mà là người phụ nữ bên cạnh bạn này đó cũng sẽ rất là khó đó. Thứ nhất là bạn ấy mất niềm tin, bạn ấy rất dễ bị tổn thương, và nếu như trong cuộc sống chỉ cần một cái va vấp, một cái sai lầm gì đó thôi thì bạn ấy sẽ quay quắt về cái điều đó và thậm chí sẽ nhắc đi nhắc lại về cái điều đó rất là nhiều lần. Với bạn này em hơi sợ một chút, tại vì thực ra so với ba bạn còn lại á thì cái anh này lại là cái anh mà ít có cái cảm giác là connect với mình nhất. Cho nên em sợ rằng là họ không connect là bởi vì họ afraid giống như anh kia, chứ không phải bởi vì họ không quan tâm đến mình. Đôi khi là họ khép kín em ạ. Họ có một cái đời sống nó hơi nội tâm. Đấy, anh đã từng có một người bạn, một anh bạn, và cũng bị mất niềm tin rất nhiều vào cuộc sống và gia đình nữa. Cho nên là khi mình làm bạn với anh ấy thôi nha, mình đã thấy rằng anh ấy lúc nào cũng đau đớn và lúc nào gần như là cũng phải đối phó với tất cả mọi thứ xung quanh. Cái cuộc sống gần như nó trở nên khắc nghiệt, và chỉ cần mình có một cái điều gì đó không đúng thôi, trở thành một cái sự dằn vặt cho tất cả bản thân anh ấy. Hiểu. Cũng như cả những người xung quanh. Anh này cho em cảm nhận được là anh ấy có một cái sự chân thành, anh ấy thật sự mạnh mẽ nhưng chưa đủ mạnh mẽ hết sức. Đúng. Vì cần một người đồng cảm. À, và giúp ngoài một người đồng cảm, anh ấy cần một người hoàn chỉnh anh ấy. Nếu như em chọn anh ấy thì em phải là cái người giúp anh ấy vượt qua cái nỗi đau của quá khứ và tin với cái hạnh phúc hiện tại của mình. Anh thì anh nghĩ vậy nè, không phải em là cái người sẽ phải trao niềm tin hoặc giúp anh ấy. Quan trọng bây giờ cái cảm nhận của em để có được một vài điều gì đấy tương đồng với anh nhưng ấy nhiều hay không thôi. Cái mà em muốn nghe á là chúng ta phải phân tích trên thực tế. Chúng ta đã bị mất một người màu xanh và mới chỉ có một người màu tím. Vậy thì cái quan trọng em đang rất là quan trọng ở đây á, đó là ai là người màu đỏ. Màu đỏ. Em đang rất là băn khoăn và em cần mọi người giúp em cái chuyện đó. Nếu mà màu đỏ bây giờ nè, tôi đưa ra luôn cái người mà tôi nghi màu đỏ nhiều nhất. Em cũng nghi bạn này màu đỏ. Đừng vậy chứ. Em lại đang nhắm vào bạn này. Đừng thì vậy. Anh có một cái suy nghĩ màu đỏ mà tại sao anh lại nghĩ nhiều hơn, đó là vào cái hashtag đời chỉ có một. Anh ấy có thể đưa ra cho em cái gợi ý rằng anh ấy đã có rồi và anh ấy chỉ có một mà thôi. Đức có hỏi là gia đình bạn ấy có hạnh phúc hay không. Chắc chắn một bạn mà gia đình hạnh phúc thì bạn ấy sẽ không phải dành hết toàn bộ tâm trí để chỉ lập nghiệp mà quên hết những người xung quanh mình, kể cả cha mẹ, gia đình, bạn bè hay là người yêu. Cho nên xác suất bạn ấy đã có gia đình, có người yêu rất cao. Chứ không phải chỉ là một người, chỉ là Đức tôi ơi, cố gắng vì công việc mãi mà Đức không quan tâm những người xung quanh. Hương Giang không thích nghe điều này. Đó là Miu Lê cũng vậy. Giang thì Giang vừa mới nói là Giang muốn nghe cái ý kiến nghĩ rằng ai xanh ai đỏ, thì đó là ý kiến của anh Đức về bạn này. Rồi, đa số là đồng ý với Đức đó. Đúng. Rồi, giờ nói về cố nhân nè. Khánh Ngô. Trời ơi, tay bếp năm xưa tự nhiên làm tôi thay đổi suy nghĩ nhiều quá. Thì đã nói đến cái vòng này, em sợ nhất cái vòng này bởi vì em chắc chắn là nó sẽ làm cho những cái mình đang muốn chọn nó khác đi. Không, nói thật luôn á. Đúng không? Có một số nhân vật trở nên vô nghĩa và có một số nhân vật tự nhiên lỗi ngược dòng nhá. Câu trả lời vừa rồi anh Hồng thấy là trả lời để chứng minh tư duy mình giỏi. Trả lời rất chân thành, mặc dù có sự bình tĩnh nhưng sau cái bình tĩnh đó có một sự thở dốc để cố giữ bình tĩnh mới chết chứ. Có nghĩa là chân thành đấy. Thấy bạn này có vẻ tới đây vì Hương Giang nhiều hơn. Yes, we see that. Anh cũng có cảm giác như vậy. Tức là anh cũng có cảm giác rằng là bạn này thật sự dành tình cảm cho Giang rất là nhiều. Nhưng mà anh nghĩ rằng với một cái bạn mà có tính cách như vậy không hợp với Giang. Anh nghĩ Giang là một cái cô gái mạnh mẽ và nổi loạn. Thì Giang không phù hợp lắm với tính cách của bạn này. Có thể là bạn ấy yêu Giang chân thành đó, nhưng mà để trở thành một người bạn sống đôi cùng với nhau thì... Bây giờ tôi lại nói tiếp một câu chuyện cho các bạn nghe về một người bạn tôi. Cô ấy là một người phụ nữ rất mạnh. Cô ấy đi ngao du khắp bốn bể thiên hạ. Cô ấy là vạn phụng chi vương. Cho đến một ngày cô ấy phải dừng chân lại với một người đàn ông vô hại nhất trần đời. À vì sao nhỉ? Vì
anh ta là người duy nhất không mang đến cho cô ấy cảm giác đối phó. Với một người như Hương Giang, cô ấy sẽ phải đấu tranh tiếp với những người đàn ông ranh mảnh như thế nào nữa đây? Và cô ấy biết quá nhiều. Đôi khi Hương Giang chỉ mong muốn một điều là tôi không thấy gì hết. Không, cô thấy hết tất cả mọi chuyện. Anh ta vừa nhúc nhích cũng biết anh ta muốn gì. Cô ấy chỉ cần một người đàn ông. Đôi khi nó chỉ đơn giản như thế thôi. Chị không nghĩ vậy. Chị không nghĩ như vậy. Tại vì chị nghĩ rằng Hương Giang chưa đến thời điểm là phải dừng chân lại để mà tìm một người đừng có làm áp lực các thứ cho mình. Chị cho rằng ngay từ đầu tiên khi em đặt vấn đề, em nói rằng là bây giờ gặp lại không biết có thay đổi giới tính hay không, là chị đã thấy cái đấy hoàn toàn là bạn đấy là dưới em rồi. Em underestimate bạn đấy luôn. Thế cho nên là chị cho rằng là em sẽ không phù hợp với đối tượng như vậy. Em phải cần cái người nào phải có nhiều thứ hơn. Hình như mọi người đang đánh giá hơi cao Hương Giang. Hương Giang không có dễ sợ như chúng ta nghĩ đâu. Thật ra trong tình yêu Hương Giang bánh bèo lắm. Hương Giang rất thích một người chung thủy các anh chị ạ. Dạ vâng. Không, nhưng mà em không biết sao, nhưng mà nếu mà ở vị trí của Hương Giang á, em sẽ chọn, có nghĩa là cho dù biết cái người đó mình có thể mình đang tình nghi cái người đó là đã có chủ hay là giới tính thứ ba đi, nhưng mà nếu mà người đó mà mình thích rồi á, mình sẽ chọn cho bằng được cái người đó. Đúng. Để gì mình không phải tiếc. Đúng rồi. Nếu mà có sai cũng vậy, nên mình đúng, không phải tiếc. Chứ còn hơn mình chọn cái người đúng đi mà mình cứ tiếc và chờ phải chi cái bởi người vì đây chọn. chưa phải là mãi mãi, chưa phải là điểm dừng. Không, thực ra em cũng nghĩ là ngày hôm nay em ngồi vào đây á, cả thế giới đang gói gọn tất cả các chàng trai vào, những sự lựa chọn nó quá eo hẹp với cái khả năng của em. Em nghĩ là em sẽ không chọn những cái việc mà may mắn, đúng không? Em không cần cái điều đó. Mình chỉ cần hỏi muốn gì, trả lời muốn một câu, tôi thích. Không có câu trả lời nữa. Đúng rồi. Thôi, em thích. Đúng. Trước khi chào đón sự trở lại của ba chàng trai, hãy cùng chờ đợi sau vài phút dành cho quảng cáo. Và bây giờ hãy đưa ra một tấm bảng mà các bạn cho là phù hợp với Hương Giang nhất. Xin mời. Em có hai người lận. Em đưa gì nhiều vậy? Không, để cho Giang, nhưng mà cho em thế này thôi. Còn cho Giang thế này. Anh hiểu với em không? Hai người này đều ok với Giang hết đó. Chà, có vẻ Huy Trần được vote nhiều nha. Em ơi, cho anh hỏi em thêm một câu nữa. Bây giờ em đang muốn tìm kiếm một tình yêu để mình có thể vừa có cái cảm giác yên tâm, ổn định cuộc sống nhiều hơn, hay là em muốn được cái cảm giác một yêu say đắm, yêu mãnh liệt nhiều hơn? Đây là em muốn có một cái cuộc hẹn hò. Em muốn được chuẩn bị lên đồ cho cái cuộc hẹn đó. Muốn được rung động, được hồi hộp cho cái cuộc hẹn đầu tiên. Đó là cảm giác rất là lâu rồi. Được. Đội bạn khác, nhanh. Tôi biết bạn đã hiểu gì rồi đúng không? Anh nghĩ rằng đây là cái nhân vật phù hợp nhất với em. Không, em muốn là được có cái cảm xúc để thăng hoa trong cái công việc và trong những cái dự án sắp tới mà em làm. I know it. Có thể là em sai nha, có thể là em sai. Bên ngoài em nhìn thấy đi, em sẽ phải thấy họ ảnh hưởng đến mình hoặc là cảm thấy hấp dẫn. Mình hấp dẫn bởi con người như thế. Mình phải bị rung động bởi nhân vật đó. Đúng rồi, chính xác. Cho nên chị nghĩ rằng là trái tim em sẽ biết mách bảo em cần phải làm gì. Bởi vì không là sao cả. Yeah, nhưng mà không sao cả. Bởi vì trái tim em nói với em muốn như thế và em thích như thế. Vậy thì đó. Chúng ta chờ coi em chọn gì ha. Yeah. Đây là một ẩn số nha bà con. Tôi thương trên đầu bếp quá. Mời các bạn trở lại. Ok, xin mời các bạn khán giả hãy bình chọn lần cuối cho tôi biết các bạn thích ai nhất trong ba này. Wow. Oh. 30% Danh Ngọc, 35% Huy Trần, 35% Khánh Ngô. Khán giả ơi, làm khó Hương Giang hả? Nhức đầu rồi. Anh thấy mà một happy ending là em chọn số 3 là đẹp nhất. Đúng không? Đây lại là một phần mà tôi nghĩ sẽ thay đổi rất nhiều quan điểm và suy nghĩ của mọi người từ đầu chương trình đến giờ. Đó là câu nói cuối cùng của các chàng trai trước khi Hương Giang đưa ra quyết định. Các bạn chỉ có một cơ hội cuối cùng để cho Hương Giang biết rằng vì sao cô ấy nên chọn các bạn. Mời Danh Ngọc. Niềm tin ấy là thứ dễ đánh mất nhất và khó tìm nhất. Và anh sẽ dành cái phần khó tìm nhất dành cho em.
thấy chân thành mới chết chứ trời ơi. No. Chết rồi. It's not real. Em có cảm giác là kết cục nó không như em mong muốn nha. Huy Trần. Em à, anh không dám hứa mang cho em tất cả những gì mà em muốn, nhưng bờ vai này anh dành riêng cho em nếu em cần một người đàn ông bên cạnh. Cái câu này sao nó có đường mở dữ vậy ta? Có thể là bạn hoặc có thể là người yêu. Ôi trời, cái câu này sao nó có đường mở dữ vậy ta? Ôi nó là ngã ba em ạ. Thì để em cảm nhận được mà. Oh my goodness. Hay là do anh ta dùng sai văn nhỉ? Không phải đâu, nhưng mà rõ ràng cái câu đó nó làm cho mình cảm giác là yên tâm đi, là dù em có người yêu, anh có người yêu thì anh vẫn có thể là người đàn ông ở cạnh em nếu mà em khi em gặp khó khăn kiểu vậy đó. Nó là có bao giờ anh ta dùng sai văn không? Kiểu đi nước ngoài nhiều rồi về chưa có nói những dùng sai văn em. Nghĩ một hướng tích cực hơn nha cưng nha. Khánh Ngô, anh đầu bếp năm xưa, mời em. Ngày hôm nay nếu chúng ta không thể về chung được thì có nghĩa là Giang không thấy được sự bứt phá của anh. Vậy thì anh sẽ tiếp tục bứt phá. Ca khó. Trời ơi Giang ơi, thiệt á, it breaks my heart. Oh my goodness, sao cái câu nói bằng này trọng lượng thế nhờ? Mà thái độ rất là... Thực sự em ngồi đây 12 số, mình cũng không biết là bạn nữ đó và cái bạn nam tôi đi ra có hẹn hò, em không biết chuyện đó. Mà hôm nay mình ngồi ghế này là mình thấy là nó có cái cảm xúc thật sự luôn. Mình có niềm tin vào những cái show như vậy luôn á. Mà em là một người quá sành sỏi trong cái cuộc sống này rồi mà. Tự dưng em ngồi đây em cũng run, cũng hồi hộp như vậy luôn này. Phải run thôi em ạ. Đây, cành hoa tím tím. Bé xinh xinh hé hoa chào. Mời em hay đưa. Trời ơi, khó quá anh ơi. Giang à, bây giờ như này, thật sự mà nói cả ba anh này á đều có những cái ưu cái khuyết mà chúng ta từ nãy giờ đem ra phân tích. Thôi chọn theo trái tim, đừng chọn theo cái đầu nha. Thực sự lúc nãy khi mà Joss nói cái lý do mà Joss đã không show tình cảm với em á, là bởi vì em quá là powerful trong mắt mọi người. Em muốn là bây giờ em sẽ bỏ đôi guốc ấy ra, cảm giác là em nhỏ bé so với các chàng trai okay. Đây. Dạy quá đáng yêu luôn. À, câu hỏi duy nhất của em đấy. Liệu sự bứt phá của Khánh Ngô có chinh phục được trái tim của Hương Giang? Hãy cùng chờ đợi sau vài phút dành cho quảng cáo. Người ấy là ai? Người ấy là ai? Anh sẽ tiếp tục bứt phá. Now I see you through the window and I'm walking on air. But I won't let you know. And I know how it goes. It's supposed to feel incredible. It's too bad. Bờ vai này anh dành riêng cho em. Please come back, no baby, where were we? Said you changed, and a lot got the memory. Và anh sẽ dành cái phần khó tìm nhất dành cho em. Show me your heart, show you mine. You go first, I will wind. You're my soul, my heart, my Thực sự là ngày hôm nay Giang rất là bất ngờ khi mà thấy Khánh ở đây. Thực sự mà nói là rất là bất ngờ. Tất cả những cái gì mà Khánh thể hiện đó, là cho Giang cảm giác rằng là ngày xưa có thể chúng ta đã bỏ lỡ một cái điều gì đó. Em có thể là cái người sẽ chọn đi một cái con đường mà mình thích đến cuối cùng. Từ trước đến giờ mọi người chỉ biết em với một mối tình duy nhất, đó là với một chàng trai Việt Kiều.
vào ngày hôm nay. Và ngày hôm nay em vẫn chọn một người Việt kiều. Các bạn hãy vào chuẩn bị cho phần xuất hiện của mình nhé. I know. Bạn ấy đã tháo mắt kiên ra, có nghĩa rằng bạn ấy đã... Trời ơi, cảm xúc thật luôn á anh. Em ngồi xem em thấy tay rung á. Yes. Các bạn thân mến, và bây giờ chúng ta sẽ gặp lại các chàng trai. Và trước khi chúng ta gặp lại bạn Danh Ngọc, mời các bạn chốt đáp án đi nào. Miu Lê vẫn cho là anh ta là giới tính thứ ba. Chị Thu Phương cũng vậy. Thôi không ai cho là màu đỏ hả? Em thấy bạn màu đỏ ha. Ok, Danh Ngọc, mời bạn. Em rồi, bắn BB. Ủa sao nhìn BB? Bắn BB. Bắn BB. Nhưng mà em đang thật lòng. Đây biết không? Yêu lòng chỉ cho mình đâu, chẳng đến đâu. Chưa quên em luôn ở đây. Mình cùng tay nắm tay. Dù cho là sướng vui hay buồn đau, có em, có chị em ta như ta. Mưa thì che chung một dù vẫn cứ vui. Đến nơi ta hãy tới lui, làm điều ta thấy vui. Quên đi quên hết như chưa từng yêu. Mất một người màu xanh và mới chỉ có một người màu tím. Niềm tin ấy là thứ khó tìm nhất. Và anh sẽ dành cái phần khó tìm nhất dành cho em. Chương trình ghẹo tôi hoài. Trời ơi, Thành ơi. Không được rồi. Ủa, em sai nãy giờ ba người rồi. Sai giờ ba người rồi kìa. Em sai hoài, em sai cả cuộc đời em. Em tự tin, em đến đây. Em tự tin, em đến đây, em nói em đoán đúng tất cả. Không, bây giờ như vậy nè. À, bây giờ á,
một người thì mình cảm thấy là mình tiếc cái lỗi của mình, nhưng hai người thì rõ ràng là hai bạn ý không có truyền cái tín hiệu cho mình. Để hỏi nè, cục wifi em đâu? Từ nãy giờ xong phát. Ấy bây giờ quay ra nhìn Giang chút được không? Thực sự lúc đầu các bạn là cái style, bởi vì riêng cái cách bạn ăn mặc á là Giang là thấy rất là hợp với Giang rồi. Bạn rất là biết cái cách tận hưởng cuộc sống với cách ăn mặc, nhưng mà không truyền tín hiệu thì người ta không có thể nào biết được á. Em có truyền tín hiệu mà, nhưng mà chắc là tín hiệu nó chưa đủ mạnh. Hồi nãy người ta đã nói rồi, anh sẽ cho em sự chân thành, cái thứ khó tìm nhất là niềm tin, anh cho em cái kiểu đó không chịu nghe. Mà mình đã sợ rồi nha. Mình đã nói là vừa gặp Josh như vậy, anh này có thể anh không nhìn nhưng biết đâu anh cũng y chang, mà đã sợ rồi nó ra rồi, đúng luôn á. Ôi chết. Ê, có ba người độc thân trong một show không ta? Khó lắm. Tôi đã suy nghĩ từ đầu rồi. Tại vì sao? Chương trình thương Hương Giang lắm mới để Hương Giang vô số đặc biệt này. Đúng. Cho nên cửa rộng mở cho Hương Giang lắm. Nhưng sao? Nhưng mà còn Khánh Ngô cũng có thể rất là còn người độc thân nữa, là đã là ba người độc thân rồi đó. Không lẽ có bốn người độc thân? Biết đâu đây là trường hợp duy nhất sao Thành? Thôi được rồi, bây giờ trước tiên phải giải quyết bằng này nè. Bây giờ lỡ rồi không đến được với nhau, nói với cô ấy một lời nào đi nào. Thực sự thì em rất là thần tượng chị Hương Giang. Em theo dõi chị Hương Giang trên Facebook, trên Insta. Tham gia chương trình thì em cảm thấy rất là thích thú. Vâng, và hy vọng sẽ được chị Hương Giang lựa chọn. Nhưng mà hôm nay không được. Có hy vọng được lựa chọn không? Có, hy vọng 100% luôn ạ. Nếu mà muốn lựa chọn thì kể từ bây giờ bớt cái tiếng chị lại, follow Instagram của người ta thì năng động like lên. Và bây giờ anh có thể hỏi một tí về cái câu chuyện này lúc này của em về niềm tin không? Có phải gia đình em như anh nói không? Bố không có tốt với mẹ đúng không? Tuổi thơ của em thì thiếu thốn tình cảm của người bố. Bố của em dành ít thời gian cho con cái, ít quan tâm đến chăm lo cho gia đình, dành nhiều thời gian cho công việc, cho bạn bè, xã hội ở ngoài. Thế em có thương bố không? Bố em mà, em phải thương chứ. Nhưng mà em thương mẹ em nhất. Vì người mẹ đã nuôi em và nuôi em gái trưởng thành. Cảm ơn em. Hy vọng là em sẽ gặp được nhiều cái điều may mắn hơn trong tương lai nha. Dạ vâng. Đừng có mất niềm tin, dù cho là trước đó em đã gặp nhiều cái điều không có được như ý mình mong muốn nha. Danh Ngọc, chị có một cái lời khuyên như này với em. Dạ. Bởi vì chị biết là ai cũng sẽ kỳ vọng rất nhiều điều. Chúng ta có duyên để đến với nhau và chúng ta cảm nhận được cái sự đồng cảm để lựa chọn nhau thì đấy là còn là định mệnh nữa. Mà với những cái diễn biến vừa rồi của em ấy thì chị cho rằng cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Em sẽ có những lựa chọn khác. Dạ vâng. Không phải là chúng ta không xứng đáng được điều này, biết đâu chúng ta xứng đáng được điều tốt đẹp hơn. Cho nên em phải tin như thế. Và em đã từng có rất nhiều trắc ẩn về niềm tin, thì chị nghĩ rằng là em nên tin rằng em sẽ được những điều tốt đẹp hơn nữa. Chị tin là như thế và chị chúc mừng em. Dạ vâng, em cảm ơn. Chúc em may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn đã đến với chương trình. Rất tiếc, hy vọng có thể làm bạn nhá. Tôi tin là vẫn còn đâu đó một trường hợp độc thân ở đây. Chúng ta chờ tiếp. Khánh Ngô, cố nhân của cô ấy nè. Giờ bản nào. Thế thôi. Độc thân là từ đầu tất cả mọi người đều yeah. Độc thân hả? Không, Phương thì từ đầu Phương đã nói như thế này rồi. Vẫn thế này à? Phương có cái cảm giác gì đấy là bạn ấy không có đúng thật. Giang, em nghĩ gì về bạn ấy? Em nghĩ là bạn độc thân. Ok, mời Khánh Ngô. Chút men say, để yêu anh, thương anh như bao ngày.
Chưa mà. Tôi không tin. Ê, xem sợ quá à. Anh đã nói với em, ngày hôm nay em tới đây để sự bứt phá. Và đây là sự bứt phá của anh. Thương em. Ngăn nỗi nhớ cũng không thể ngăn trái tim. Ngần ngại chôn sâu yêu thương, anh giấu đi tâm sự. Mỗi khi bên cạnh nhau, chỉ biết lặng thinh ngắm nhìn một ngôi sao nhỏ bé, làm tim anh mãi mãi mong chờ. Chưa yêu em, dù không thể nói thành lời. Vì dại khờ, anh thua mình trong suy tư của em. Dù muộn sâu hay thương nhớ ai, xin một mình mang em. Nếu em chọn anh thì cái sự việc này đã xảy ra rồi. Nhưng bây giờ em không chọn, anh sẽ chờ lần sau. Là anh có chấp yêu em, dù không thể nói thành lời. Vì dại khờ, anh thu mình trong suy tư của em. Dù muộn sâu hay thương nhớ ai, xin một mình mang hết. Chỉ mong bờ mi em. Nếu em chọn anh thì sự việc này đã xảy ra. Nhưng em không chọn thì anh đành chờ lần sau. Thật sự ngày xưa khi mà mình xem những bộ phim á, mình thấy họ làm những cái chuyện này rất là nhiều và mình rất là thích. Nhưng mà thực sự ngày hôm nay mình thấy cái cảm xúc nó không có dễ chịu chút nào. Thực sự là đến Khánh ngày bây giờ á, thì đã là ba người độc thân xuất hiện rồi. Thực ra nếu mà An Toàn ngay bây giờ đang có thể đồng ý cái chuyện đó. Chỉ có là như nào nhỉ? Thực sự ngày hôm nay á, tìm một cảm xúc nó khác đi chút xíu. Muốn là mình thử lắng nghe cái điều mà mình muốn. Thực sự không phải là Giang nói đây, không phải là Khánh không có cơ hội, hay là sau này Khánh không có cơ hội, không phải. Nhưng mà ngay thời điểm này, anh chỉ là chưa phải là cái điều mà Giang đang đi tìm thôi. Nhưng mà thực sự rất bất ngờ với những cái điều mà Khánh làm ngày hôm nay. Dạ, sorry. Ok. Là chàng trai trẻ, bạn làm tôi bất ngờ nhiều đi. Bạn trở lại với tôi một tí nào. Bạn nuôi nấng cái điều này trong bao lâu? Chính xác là một năm. Một năm. Vì sao phải nuôi nấng? Tại vì em có nhiều cái suy nghĩ. Hương Giang là một người trước giờ em chưa bao giờ quen một người con gái nào giống như vậy. Và đây là sự bứt phá. Em vẫn đấu tranh cho cái suy nghĩ của em theo từng ngày. Bạn bứt phá cho cảm xúc của mình. Yes. Bạn bứt phá vì bạn yêu cô ấy, hay bạn bứt phá vì để làm một điều gì đó mà mình chưa bao giờ làm? Em bứt phá vì em có cảm xúc với lại Hương Giang. Hương Giang mang đến cho bạn cảm xúc như thế nào? Em không hiểu vì sao. Có một lúc thì tụi em đang rất là bình thường với nhau, thì bỗng một ngày Hương Giang không có còn nói chuyện với em nữa. Và em thấy Hương Giang đã lên một tầm cao khác. Hương Giang là hoa hậu, Hương Giang có những bài hit, nhưng mà em vẫn
nuôi cái cảm xúc đó trong em. Thương thế nhỉ. Bạn có biết cái điều này không? Ở trên đời này nó có những cái mà mình nói với nhau á, nó là về vấn đề gu á, nó là những cái mà mình không thể cưỡng cầu được bạn ạ. Nhưng mà thế này nè, có những cái thoạt đầu nó không phải là gu, nhưng vì những cái sự bứt phá nó chứng minh cho người ta thấy được nhiều điều. Cái bạn vừa làm tôi thấy nó thật sự là bứt phá. Không, tôi nói nghiêm túc là tôi rất là xúc động khi mà bạn đưa cái nhẫn ra cho Hương Giang. Bởi vì không ai làm cái điều đó trước đây với một người chuyển giới trên sóng truyền hình bao giờ. Và mới một cái show như thế này, trong một cái dịp như thế này, tôi thật sự rất bất ngờ về điều đó. Bạn nghĩ xác suất thành công của bạn là bao nhiêu trước khi bạn mở cái nắp đó ra? Em không quan trọng là xác suất thành công là bao nhiêu. Em chỉ muốn cho Hương Giang thấy được là hôm nay em tới đây là vì Hương Giang. Thật sự là trong suốt một năm qua Giang chưa bao giờ biết luôn ạ. Chưa bao giờ cảm nhận được, chưa bao giờ biết luôn. Sao yêu mà khổ sở vậy em? Phải em nói cho biết. Người ta biết chứ. Giang à, có những cái sự quan tâm, có những sự thể hiện từ con trai và những người đàn ông. Họ cố gắng đi vào cái cuộc sống mình một cách bình thường nhất. Có những người khi mà vừa gặp Giang đã có thể thổ lộ và thể hiện được cái sự ga lăng và kể cả tán tỉnh Giang bằng cái cách là tôi sẽ nồng nhiệt mời bạn đi chơi, đưa đón bạn các kiểu. Nhưng có người họ vẫn hàng ngày họ quan tâm bằng cách là họ hỏi han, trò chuyện như những người bạn. Nhưng cái trường hợp này nó lại là trường hợp khác nữa. Anh ta mặc cảm bé ạ. Em thay đổi nhanh quá. Anh ta mặc cảm bé ạ. Anh ta không dám nói. Cho đến khi có dịp. Không, anh Đức không nghĩ là Khánh Ngô mặc cảm. Để Đức nói thử đúng cái suy nghĩ của Khánh không? Cái sự quen biết của hai bạn nó cũng hết sức là bình thường. Thì không thể nào mà ngay lúc đó có thể bộc lộ được rằng tôi yêu bạn, tôi mến bạn. Chúng ta cứ là những người bạn trước cái đã. Nhưng dần dần cái cuộc sống của Giang, công việc của Giang đã làm cho cái sự trò chuyện đó nó vơi dần. Và điều đó thì làm cho bạn ấy nghĩ rằng là mình không có thể nào mà tiếp tục được nữa. Chứ không phải là mặc cảm đâu. Mình nếu mà mình có tiếp tục, mình sẽ làm phiền người ta mất. Ý tôi nói đây đó là nó là một cái mục tiêu xa vời ấy. Đúng. Tức là bạn ấy sẽ cảm nhận rằng cái khoảng cách giữa bạn ấy và Hương Giang càng ngày càng xa. Trước đây đã chưa bao giờ gần và bây giờ lại càng lúc càng xa hơn. Đúng vậy. Thực sự á, tại vì sao? Vì ngày xưa mọi người biết không, là chị em. Là lúc nào cũng em à, chị à, chị em. Em không nghĩ một cái gì cả. Nên là nó sẽ rất là bất ngờ với em khi mà bạn ấy thể hiện tình cảm. Anh Thành hiểu không? Nếu em còn quyết tâm thu kèo này mình bài kèo khác. Hả? Anh nghĩ luôn luôn là vậy. Đó là đàn ông mà, đúng không? Đã yêu thích cái gì là phải dám chinh phục cái đó. Một ngày nào đó nếu em nói là Hương Giang còn là hoa hậu Hương Giang thì em sẽ không bao giờ với tới được. Mà đối với em, Hương Giang phải là Hương Giang mà thôi. À, cơ hội nó vẫn nằm ở trước mắt. Em nắm bắt cách gì là do em. Anh cảm ơn tình cảm chân thành của em đã đến đây. Và anh tin chắc Hương Giang cũng cảm nhận được điều đó ít nhiều qua chương trình. Nhớ nha, thích cái gì nắm bắt cái đó. Không sao cả. Tiếp tục fighting. Cảm ơn em. Đây, bắt tay em cái. Đồng cảm. Ok, cảm ơn em. Biết sao đồng cảm không? Tôi bị từ chối hoài, tôi biết mà. Anh Đức yêu như vậy đó. Tôi đã từng bị từ chối. Anh thương quá à. Đến đây mình phát hiện ra nha. Mình ế á, không phải là hoàn cảnh đâu, hay là do mình chọn á. Cái gì nữa? Đúng rồi. Theo tình chạy tình tình theo. Đừng có nói là mình ế nữa. Làm gì nói mà mắc hướng lệ vậy? Tôi chưa có chọn được cái người mà. Ừ. Tôi chịu thôi. Nó giận thôi chứ bạn tôi không có ế. Nhưng mà hiện nay đang độc thân thì tôi thấy độc thân tôi gạ tôi bán vậy thôi. Ghẹo thôi, ghẹo bà. Mà bây giờ nè, trên sóng truyền hình đứng chính luôn đi. Cái ai cũng nói là Trấn Thành có ngày diệm bạn. Tôi nói gì bạn có buồn không? Thật sự ra không có buồn mà cũng đang là
Cảm ơn thầm cảm ơn Thìn. Biết đâu rao vậy rồi đúng cái người mà mình có cảm tình. Đúng không? Mình rung động thiệt rồi sao? Trời ơi, tôi biết ai là bạn tôi mà. Tôi nói thiệt, cái cảm giác của anh Ngô đứng ở trên đó nãy giờ tôi đau lắm. Tôi cảm nhận được điều đó từng chút một. Bây giờ nè, lo cho con người ta đi kìa. Ba rồi. Ba cây độc thân gãy. Tạm khép lại tình cảm của Khánh Ngô trong sự tiếc nuối, Hương Giang sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn của chính mình. Vậy Huy Trân là ai? Hãy cùng chờ đợi sau vài phút dành cho quảng cáo. Người ấy là ai? Người ấy là ai? Ba rồi. Ba cây độc thân gãy. Ủa? Cái chương trình rảnh à? Bày ra bốn cây độc thân cho ăn à? Cái đầu tím làm gì? Thôi kệ, mình cứ hy vọng đi. Biết đâu là cái người cuối cùng này là độc thân. Rồi, biểu quyết. Vẫn mong cho Giang. Thôi tôi nói từ hồi nãy màu đỏ luôn rồi. Hy vọng đi. Anh vẫn tôn trọng cái sự quyết định của Giang theo cảm xúc của mình. Đó là cái điều mà quan trọng nhất hôm nay với Giang. Nha. Tim nó muốn nhảy ra ngoài rồi này. Dì Phương. Mình luôn luôn muốn là nhìn mọi thứ nó rất là tích cực. Và chúng ta sẽ gặp lại Huy Trần, lựa chọn của Hương Giang. Vợ hả? Ê, chết chưa hết đâu. Đây là một thí sinh của chương trình. Sao mà tầm lắm hết vậy? Tôi đã phát hiện được điều này từ lúc Hương Giang trao bó bông cho anh ta. Anh ta cầm bó bông với sự ngỡ ngàng nhìn ngay sang cái cậu bé kế bên rằng: "Ơ, tôi phải nói gì với em bây giờ?" Cái quan trọng nhất là cái câu nói cuối cùng á, là bản thân anh cũng đã cố gắng đưa một cái thông điệp rồi. Nhưng ở đây á, Giang chỉ muốn nói rằng mình chọn là không phải vì mình tìm người độc thân, mà mình tìm cái bằng mang lại cho mình cái cảm xúc. Các bạn có thể giới thiệu một tí cho khán giả biết các bạn là ai được không? Dạ, em xin chào mọi người ạ. Tên em là Thảo Nhi. Và em là người yêu của anh Huy Trần. Hai người đẹp đôi lắm. Đẹp đôi thật sự đẹp luôn á. Dạ mang, ai cũng đẹp, hai người đều đẹp. Cảm ơn anh. Hai bạn yêu nhau bao lâu rồi? Cảm ơn anh. Nhi và Huy yêu nhau cũng hơn một năm rồi.
yêu nhau từ bên Đức, xong rồi hai đứa quyết định về Việt Nam. Thì đó cũng là cái hashtag của Huy. Bạn đến đây với chương trình theo lời mời hả? Hay nhỉ? Ban biên tập của chương trình hay nhỉ? Không, ban biên tập rất là hay và bản thân em ngồi đây cũng thấy hay nữa. Và Huy thật sự hâm mộ Hương Giang và Nhi và Huy hâm mộ Hương Giang rất lâu rồi. Cảm ơn. Vì thế vừa nãy Huy cũng cái câu cuối cùng Huy nói á là ý nghĩa là Hương Giang coi Huy như một người bạn. Lúc nào Hương Giang cần ai một bờ vai thì sẽ gọi đến Huy. Đó. Huy sẽ lúc đó mình cũng dịch luôn cái nghĩa của bạn nhưng mà bạn hiểu rồi đó. Hương Giang là một cô bé luôn luôn liều với cảm xúc của mình nhá. Vì vậy cho nên một câu nói cuối cùng bạn có thể chia sẻ với Hương Giang được không? We love you so much. I know, thank you. Trời ơi, cái câu we love you so much. Trời ơi. Không, nói chung là chị Giang rất là kiểu một người mà các em rất là hâm mộ. Vừa xinh đẹp vừa tài năng. Và em cũng nghĩ là chị sẽ tìm được một người nào mà phù hợp với mình. Và quan trọng nhất là chị tìm một người nào mà thật sự yêu chị. Và nếu mà yêu chị ấy, thì chị rất là hạnh phúc. Chỉ cần như thế thôi. Chị cảm ơn. Hình như hôm nay là có gia đình của các bạn đến đây cùng theo dõi chương trình đúng không? Chính xác. Mẹ Huy ngồi ngay trên kia. Dạ, chào bác ạ. Hi mommy. Bà nội Nhi ngay bên cạnh. Ô bà nội luôn bà nội hả? Luôn, mang cả gia đình hết luôn. Ô dạ. Dạ chào bà, chào cô. Bà cô có thể lên sân khấu được không ạ? Hôm nay bỡ ngỡ quá. Với cả gia đình đến luôn ủng hộ. Là hai gia đình gặp nhau luôn rồi hả? Dạ. Hai đứa có tính gì xa hơn chưa? Cái đó thì Huy sẽ giữ bí mật trước cái đã. Cũng không muốn nói gì. Nói trước bước không qua anh. Đúng rồi, tình yêu không nói trước được. Và... Okay. Thôi nhưng mà chúc cho hai tụi em hạnh phúc. Tại vì tụi em rất đẹp đôi. Tụi em không yêu nhau nó phí lắm. Anh nói thiệt, nên yêu nhau. Cứ yêu nhau đi. Cảm ơn, cảm ơn bà với lại cô đã đến với chương trình ạ. Xin cảm ơn rất là nhiều. Một tràng pháo tay nữa cho gia đình hạnh phúc thưa quý vị. Cảm ơn mọi người. Có một người nữa mà chúng ta muốn chia sẻ một tí, đó là bạn Lê Khải. Bạn đã từng tham gia một số của Người Ấy Là Ai. Bây giờ bạn có trở lại với chương trình. Xin mời Lê Khải trở lại sân khấu được không? Chào em. Đây là một cái chương trình số đặc biệt nên vô tình em có trở lại với chương trình. Thì anh không biết là sau cái số của em phát sóng thì mọi chuyện xảy ra như thế nào với em? Trước đây thì em còn sợ sệt vấn đề là người khác sẽ nhìn em dị nghị. Nhưng mà khi tụi em công khai vậy rồi thì thứ nhất là về nhà thì gia đình hoàn toàn ủng hộ em. Thứ nhì nữa là mọi người bên ngoài cũng không còn gọi là kỳ thị em hay bất kỳ điều gì khác hết. Em tự tin hơn, sống vui hơn và giống như là em đang cố làm được những ước mơ của em đang suy nghĩ. Cảm ơn bạn. Cảm ơn em đã đến với chương trình và cảm ơn tất cả những bạn giống như em đã đến với chương trình. Thật sự là tụi em đã giúp cho xã hội nhiều lắm ấy. Những cái người giống hoàn cảnh như tụi em để cho mọi người có thể hiểu rõ hơn về tụi em. Em có muốn chia sẻ gì với cộng đồng của mình hay không? Và với cô gái không may mắn của chương trình ngày hôm nay. Dạ em chỉ muốn nói là chỉ mong là mọi người cố gắng hơn và đừng có sợ người khác bên ngoài nói gì mình cái gì. Quan trọng là bản thân của mình đang làm cái gì và tốt hay không thôi. Chính xác. Và em cảm ơn chị Hương Giang đã cho em một câu nói từ cái số em quay đầu tiên. Chỉ có mình mới chỉ có nỗ lực của mình mới mang lại hạnh phúc cho mình với gia đình của mình. Chính xác. Dạ em cảm ơn chị. Và chỉ có quyết định của mình mới khiến mình ế em ạ. Mời em lên đây. Và mời những cái con người mà số 7 lên đây ăn mọc nè. Cảm ơn Lê Khải, một tràng pháo tay nữa cho Lê Khải thưa quý vị. Tất cả ở đây là dơ biển tên bạn đó hết. Tôi đúng từ đầu tới cuối. Có một mình chị sai à? Giang vào trong. Cho nên là ngay như ngay từ đầu chị đã nói rồi là chị không có kinh nghiệm, khổ lắm. Đó, phải phạt chị thôi. Đây thưa quý vị, chương trình Người Ấy Là Ai ra đời với mục đích mang đến cho cộng đồng giới tính thứ ba có được một cái sự đồng cảm hơn từ xã hội và có được cái quyền lợi để được yêu thương và được tôn trọng như bao nhiêu người khác. Vì vậy,
Thưa quý vị, người ấy là ai? Đối với tôi là một chương trình hết sức là có ý nghĩa và tôi rất vinh dự khi được dẫn chương trình này trong mùa đầu tiên tại Việt Nam. Và tôi cũng rất vinh dự khi được đồng hành cùng anh Thành trong chương trình này. Thương quá, thương em tôi quá. Cho ôm cái tội nghiệp em tôi, trời ơi, thiệt tình. Ngày hôm nay Hương Giang không may mắn chọn đúng những người đàn ông của mình nên chúng tôi sẽ gửi suất ăn tối đến cho cặp đôi của Huy Trần. Các bạn sẽ có một bữa ăn tối tại nhà hàng Prime 21. Vâng, thưa quý vị, và Hương Giang sẽ nhận được một bộ nữ trang cao cấp đến từ thương hiệu Brexita, đến từ công ty cổ phần vàng bạc đá quý Bến Thành. Và xin cảm ơn siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn đã tài trợ cho chương trình này. Chúng tôi xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi mùa đầu tiên của Người Ấy Là Ai. Chương trình do Đài Truyền Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với DID TV thực hiện. Và xin được hẹn gặp lại vào mùa thứ hai của Người Ấy Là Ai. Hãy bình chọn cho chúng tôi trở thành chương trình hot nhất trong năm, để chúng tôi sớm quay trở lại nha.